Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Cảm ơn Chúa và chào tất cả ông bà anh chị em trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có mặt ở đây để cùng nhau học tiếp bài học thứ hai của loạt bài Tà Linh Vô Tín. Cảm ơn Chúa, tôi rất là vui mừng khi lại được gặp mặt anh chị em trên này. Chúng ta có những thời gian rất tuyệt vời với nhau để chúng ta cùng học lời của Ngài và cùng tăng trưởng lên trong đức tin nơi Ngài. Xin Chúa ban phước cho hết thảy ông bà anh chị em nha. Buổi tối hôm nay là một buổi tối đầy ơn và tôi tin rằng, tôi hy vọng rằng Chúa sẽ thăm viếng hết thảy chúng ta với những dấu kỳ phép lạ của Ngài, với những ân điển và ân tứ của Ngài, để cho anh em ngày càng lớn lên và được trang bị và không thiếu thốn bất cứ một ơn nào. Đây là những con cái mà Đức Chúa Trời muốn thấy. Ông chị em trở thành một người mạnh mẽ trong Chúa, đầy ơn, đầy lễ thật, và giúp mình, giúp người, giúp gia đình, giúp hàng xóm láng giềng và những người xung quanh, để họ cũng có thể được sống trong tình yêu và năng quyền của Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Cho nên anh chị em là những người ham mến lời Chúa, tôi tin rằng Chúa có kế hoạch cho anh chị em. Nào, cảm ơn Chúa một lần nữa thì tôi rất là vui khi thấy anh chị em ở nơi này. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Và anh chị em đã vào rất là nhanh, không ạ? Mới đây mà đã hơn 90 mấy anh chị em rồi. Chúng ta như thường lệ, hãy đến với Chúa anh chị em ơi. Hãy đến với Chúa và mình cầu nguyện để Đức Chúa Trời sức dầu cho chúng ta buổi tối hôm nay. Amen. Chúa sức dầu cho người nghe, người giảng, cho buổi học của chúng ta. Và sau buổi học này thì tất cả chúng ta đều được phước, được chữa lành, được giải phóng, được mặc khải, được thêm ơn. Amen. Chúng ta hãy cầu nguyện. Amen chưa? Tạ ơn Chúa trong danh Giê-xu quyền năng. Tôi muốn nói với tất cả anh chị em, là anh chị em ở đó, tôi ở đây, nhưng tất cả chúng ta bởi quyền phép Thánh Linh được kết nối với nhau. Chúa ở khắp mọi nơi và Ngài hành động trên đức tin của chúng ta. Chúng ta tin như thế nào, chúng ta tin ra sao, dựa vào Kinh Thánh, Chúa sẽ hành động như thế ấy. Đó là điều mà rất là rõ ràng. Anh chị em hãy tin đi. Chúa Thánh Linh đang ở cùng mình giờ này. Chúa Thánh Linh đang ở bên cạnh và đang phù hộ mình giờ này. Và tôi muốn anh chị em bởi đức tin đó, anh chị em hãy nói: Chúa Thánh Linh ơi, con chào đón Ngài là thần an ủi của linh hồn con. Hãy đến bên cạnh con và dạy dỗ con giờ này. Anh em hãy cầu nguyện nào. Mó một người hãy cầu nguyện. Trong danh Chúa Giê-xu, nguyện Cha trên trời ban phước cho ông bà anh chị em giờ này. Ban phước cho hết thảy những ai nghe và chịu ảnh hưởng dưới lời cầu nguyện này. Trong danh của Chúa Giê-xu Christ quyền năng. Nhân danh của Chúa Giê-xu Christ quyền năng. Thánh Linh của Chúa chạm đến linh hồn của anh chị em giờ này. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đụng đến tâm linh của anh chị em giờ này. Tôi công bố một sự kết nối hiện ra ở nơi này. Kết nối giữa mọi con cái của Chúa đang nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này với Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngay giờ này. Trong danh của Chúa Giê-xu Christ quyền năng. Nhân danh của Chúa Giê-xu Christ quyền năng. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ quyền năng. Hãy được kết nối với Thánh Linh của Chúa giờ này. Hãy được kết nối với Thánh Linh của Chúa giờ này. Hỏi tất cả những người nam, người nữ của Đức Chúa Trời. Hãy được kết nối và đầy dẫy Thánh Linh của Đức Chúa Trời giờ này, con cầu nguyện. Trời hãy được phước, hãy ban phước cho anh chị em con. Hãy ban phước cho anh chị em con. Hãy ban phước cho anh chị em con. Hãy ban phước cho anh chị em con, những người nam, người nữ đang cầu nguyện với Chúa. Anh chị em hãy cầu nguyện đi ạ. Chúa hãy đầy dẫy lòng con. Chúa ơi, hãy tiếp tục soi sáng con mắt bề trong của con, để con có thể hiểu được lẽ thật của Ngài, để con có thể hiểu được quyền năng của Ngài, để con có thể hiểu được niềm trông cậy và cơ nghiệp đời đời mà Ngài dành cho con. Cầu nguyện lên trên. Lạy Chúa, hãy soi sáng con mắt hiểu biết của con mắt của tâm linh con. Hãy soi sáng nó giờ này. Hãy soi sáng nó giờ này. Hãy soi sáng nó giờ này, để con biết được quyền năng của Ngài, để con biết được cơ nghiệp mà Ngài dành cho con, để con biết được
tình yêu thương mà Ngài dành cho con, để con biết được những gì mà Ngài đã dành cho con trong vương quốc của Ngài. Hãy cầu nguyện thưa anh chị em, cầu nguyện trong danh của Giêsu quyền năng, trong danh của Giêsu quyền năng, mọi con mắt hiểu biết của ông bà anh chị em hãy được mở ra giờ này. Mọi những người nam người nữ đang nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này, con mắt hiểu biết hãy được mở ra giờ này, con mắt của tấm lòng hãy được mở ra giờ này, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tao nói anh chị em hãy đón nhận giờ này, đón nhận giờ này, đón nhận giờ này, đón nhận sự đụng chạm của Thánh Linh giờ này, để mở con mắt của tấm lòng của chúng ta giờ này. Hãy đón nhận giờ này, anh chị em sẽ biết, sẽ tin, sẽ vâng theo lời của Đức Chúa Trời. Anh chị em sẽ được soi sáng để thấy được Chúa hành động luôn trong đời sống của mình, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh chị em cầu nguyện đó, Chúa ơi, hãy soi sáng con mắt của tâm thần con, hãy soi sáng con mắt của tâm thần con. Cầu nguyện đến chị em trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy soi sáng con mắt của tâm thần con để con được thấy, được thấy, được thấy quyền năng của Ngài, được thấy những tài sản, những cơ nghiệp Ngài dành cho con, được thấy, được biết Ngài trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cầu nguyện đến chị em. Oh hallelujah, hallelujah. Tiếp tục đó, tôi đợi anh chị em cầu nguyện đó. Đừng làm thinh anh chị em ơi, đừng làm thinh. Đây là giờ phút chúng ta hãy nhắm đôi mắt mình lại và hướng lòng về Chúa. Chúng ta hãy thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, con thờ phượng Ngài, con yêu Ngài và con cầu nguyện với Ngài. Con cầu nguyện với Ngài. Trong Colossae chép rằng hãy cầu nguyện không thôi, cầu nguyện không thôi, cầu nguyện mãi thôi. Chúng ta cầu nguyện miết thôi, trong tâm lòng của chúng ta luôn kết nối với Đức Chúa Trời, luôn kết nối với Đức Chúa Trời 24/7. Mỗi giây đồng hồ, mỗi phút trôi qua, nguyện cho tâm linh của tôi và ông bà anh chị em luôn kết nối và trò chuyện với Đức Chúa Trời trong tâm lòng. Đừng bao giờ để một phút lãng phí trôi qua. Hãy nghĩ nhiều về Ngài, nghĩ nhiều về Ngài, nghĩ về lời hứa của Ngài, nghĩ về ân điển và tình yêu của Ngài, nghĩ về cõi tương lai mà Ngài dành cho tôi và ông bà anh chị em, để chúng ta có hy vọng trong ngày cuối cùng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, tôi chúc phước cho anh chị em giờ này. Hãy được kết nối, hãy được kết nối, hãy được kết nối trong danh Chúa Giêsu. Oh hallelujah, cảm ơn Ngài. Và lời cầu nguyện thứ hai, tôi cần anh chị em cầu nguyện cùng tôi. Lạy Chúa, hãy đổ thần khôn ngoan và thần mặc khải trên con giờ này. Cầu nguyện anh chị em. Cha ơi, trong danh Chúa Giêsu, hãy đổ thần mặc khải và thần khôn ngoan trên con giờ này. Thần mặc khải và thần khôn ngoan hãy đổ đây trên con giờ này. 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 Để con có thể nhận được những sự khải thị của Chúa, những sự bày tỏ của Chúa, những sự chỉ dẫn của Chúa, những sự mách bảo của Chúa, để con có nhiều hơn những giấc mơ, những thị kiến của Ngài, những tiếng phán của Ngài, những dấu hiệu của Ngài. Lạy Chúa, con cầu nguyện giờ này. Cha ơi, cha con, cha ơi, cha con, cha ơi, hãy cha con. Cầu nguyện lên chép trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đừng làm thinh. Tôi không muốn bất kỳ ai đang ở trên live stream mà làm thinh không cầu nguyện điều này, vì tôi biết nó rất quan trọng trên đời sống anh chị em. Tất cả anh em mình đều cần thần khôn ngoan và thần mặc khải của Chúa để chúng ta có thể bước đi với Chúa, bước đi với Chúa một cách thực sự giữa đời thường này. Tôi và Đức Chúa Trời đồng hành, anh chị em và Đức Chúa Trời đồng hành, đồng hành trong công việc, đồng hành khi đi đường, đồng hành khi ở nhà, đồng hành lúc ngủ, đồng hành lúc đọc kinh thánh, đồng hành lúc cầu nguyện, đồng hành lúc nhóm lại, đồng hành lúc phục vụ cầu nguyện cho người khác. Anh chị em hiểu ý không ạ? Chúng ta cần thần khôn ngoan và thần mặc khải để chúng ta có thể đồng hành với Chúa, nói, nghe, nhìn, làm, suy nghĩ những điều Chúa muốn trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh chị em cầu nguyện này một lần nữa nha. Cha ơi, hãy đổ thần khôn ngoan và thần mặc khải của Ngài trên con, khiến con đầy dẫy sự hiểu biết của Ngài, đầy dẫy sự bày tỏ của Ngài, đầy dẫy những giấc mơ của Ngài, đầy dẫy những thị kiến của Ngài, đầy dẫy những tiếng phán của Ngài, đầy dẫy những sự hiểu biết thiêng liêng từ Ngài, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cầu nguyện lên cho em, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, và đừng làm thinh. Hallelujah, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Tại sao mình phải cầu nguyện lời cầu nguyện này? Bởi vì như tôi rất thường nhắc đi nhắc lại với anh chị em á, tin lành không phải là một cái lý thuyết hay là những cái chỉ dẫn để khiến cho chúng ta làm điều lành.
Không chỉ như vậy, khiến cho chúng ta phải ăn, phải nói, phải đối xử với người khác như thế nào. Không phải như chỉ như vậy. Đó chỉ là cái bề mặt của tin lành thôi. Cái cốt lõi của tin lành là gì? Là Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự bên trong và bên trên chúng ta. Tức là chúng ta được sống đồng hành cùng với Đức Chúa Trời. Đó là Thánh Linh của Ngài. Thánh Linh của Ngài ngự bên trong và sức dầu bên trên, để cho chúng ta có sự kết nối với Đức Chúa Trời và bước đi một cách quyền năng đầy ân điển. Đó là tin lành đích thực, phải không ạ? Bao nhiêu năm qua, bao nhiêu thời gian qua, chúng ta đã không được giới thiệu một cái tin lành như vậy. Cho nên chúng ta nghĩ tin lành chẳng qua là gì? Làm lành tránh dữ, phải không ạ? Rồi học những một số những cái tiêu chuẩn đạo đức nào đó. Không phải vậy đâu, thưa ông bà anh chị. Tin lành không phải vậy. Tin lành là gì? Là tái sanh con người và nhận thần của Đức Chúa Trời vào bên trong, để Ngài sống cùng chúng ta, Ngài sức dầu ban ơn và đồng hành cùng chúng ta trên đất này, để chúng ta sống một đời gì đắc thắng, bởi chúng ta có Đức Chúa Trời đi cùng. Đó là lý do tôi và bạn cho em phải cầu nguyện lời cầu nguyện vừa rồi. Lạy Cha, hãy đổ trên con thần khôn ngôn và thần mặc khải, để con nhận biết Chúa Giêsu, để con nhận biết chân thần đang ngự trong con, để con nhận biết đấng đã chết vì con, đổ huyết vì con và phục sinh vì con, để con nhận biết quyền năng sống lại của Ngài là cao hơn tất cả mọi quyền lực trên đời này, để con sống đắc thắng và đầy đức tin. Cầu nguyện lên cha, trong danh Chúa Giêsu quyền năng một lần nữa nè, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cha ơi, con xin nhận thần khôn ngôn và thần mặc khải từ Ngài. Hãy làm đầy lòng con giờ này, 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 thần khôn ngôn và thần mặc khải trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cầu nguyện đến chết. Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Mỗi một người cầu nguyện, mỗi một người cầu nguyện, mỗi một người cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mỗi một người cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì Ngài là đấng ban ơn. Ngài là đấng đổ đầy Thánh Linh cho anh chị em buổi tối hôm nay. Ngài là đấng làm cho anh em trở nên sáng láng trong vương quốc của Ngài, đầy sự hiểu biết và đầy ơn. Tôi công bố trong danh Chúa Giêsu quyền năng, tất cả những anh chị em nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này được đầy ơn của Chúa trong danh Chúa Giêsu quyền năng, đầy ân điển của Chúa trong danh Chúa Giêsu quyền năng, đầy thần khôn ngôn và mặc khải trong danh Chúa Giêsu quyền năng, đầy Thánh Linh của Đức Chúa Trời trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ôi, mọi mắt mọi lòng hãy mở ra giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh chị em được kết nối với Thánh Linh của Chúa giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, hãy mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên. Tôi công bố sự đột phá đến trên đời sống anh chị em giờ này. Tôi công bố sự đột phá đến trên tâm linh anh chị em giờ này. Tôi công bố sự đột phá đến trên công việc tài chính gia đình của anh chị em giờ này. Tôi công bố sự đột phá đến trên chức vụ sức khỏe của anh chị em giờ này. Hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Đón nhận trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Tôi tuyên bố rằng anh chị em phải trở nên mạnh ở trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi tuyên bố rằng không một ai trong anh chị em mình đang live trên đây mà yếu đuối. Không một ai trên anh chị em mình đang live trên này mà bệnh tật. Không một ai đang bị trói buộc hết. Hãy tự do, hãy khỏe mạnh, hãy mạnh mẽ, hãy lớn lên trong danh của Ngài giờ này. Hallelujah. Anh em hãy công bố, công bố, công bố, công bố ra môi miệng của mình chứ. Hãy nói ra môi miệng của mình: con cảm ơn Chúa đã ban ơn cho con. Con cảm ơn Chúa đấng đụng chạm và chữa lành con. Con cảm ơn Chúa vì đấng luôn luôn nghe lời cầu nguyện của con. Con cảm ơn Chúa vì Ngài luôn nghe lời cầu nguyện của con. Con tin, con tin, con tin Ngài đáp lời con buổi tối hôm nay. Ngài đáp lời con buổi tối hôm nay. Ngài mở trí cho con buổi tối hôm nay. Ngài đổ đầy Thánh Linh Ngài cho con buổi tối hôm nay. Ngài chữa lành và Ngài phục hồi con buổi tối hôm nay trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Tuyệt vời. Cảm ơn Ngài. Tuyệt vời. Hallelujah. Thật tuyệt vời. Oh hallelujah. Thật tuyệt vời. Cảm ơn Ngài. Amen. 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 Một lần nữa anh chị em lại gặp anh chị em ở đây và tôi rất là vui mừng. Vâng ạ. Vì anh chị em yêu mến lời của Chúa. Tôi tin rằng anh chị em được phước trong thời giờ cầu nguyện vừa rồi.
Anh em hãy nhớ thường xuyên cầu nguyện. Cầu nguyện trong tiếng mới, cầu nguyện trong sự ngợi khen, cầu nguyện trong sự cảm tạ. Amen ạ. Hãy cứ cầu nguyện. Chúa ban ơn cho anh chị em. Bây giờ như thường lệ anh chị em ơi, tôi nhờ anh chị em hãy chia sẻ live stream này trên trang cá nhân của mình. Và anh chị em biết đó, buổi tối hôm nay chúng ta học bài học thứ hai trong loạt bài Tà Linh Vô Tín. Bài học có tựa đề là Anh Chị Em Tin Ai. Một cái bài học nó rất là đơn giản phải không ạ? Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta cần nhắc lại với nhau để cho chúng ta biết rằng chúng ta cần tin như thế nào cho nó đúng. Và đời sống của chúng ta sẽ được phước tùy theo cái cách mà chúng ta tin nó phù hợp. Chúng ta tin đúng, chúng ta nhận đúng. Chúng ta tin đúng, chúng ta phát triển đúng. Nhưng nếu chúng ta tin sai, chúng ta sẽ nhận những điều sai và chúng ta sẽ phát triển thụt lùi. Chúng ta không thấy được ánh sáng trên đời sống của mình. Đây là cái lý do mà tôi chọn bài học này để nói với anh chị em buổi tối ngày hôm nay. Cho nên anh chị em ơi, hãy chia sẻ live stream này trên trang cá nhân của mình và toàn bộ nền tảng mạng xã hội nào mà anh chị em tham gia, cứ chia sẻ đi ạ. Tôi tin rằng lời của Đức Chúa Trời không trở về một cách luống nhân, nhưng nó sẽ làm thành điều nó muốn. Và biết đâu được, một sự chia sẻ của anh chị em có thể rút được một linh hồn thoát khỏi hỏa ngục để về với Đức Chúa Trời. Đây là một ân điển lớn lao. Đây là một sự cộng tác tuyệt vời. Đây là một điều phước mà anh chị em làm cho thế giới đang hư mất này. Amen anh chị em. Hãy chia sẻ. Xin Chúa ban phước cho anh chị em giờ này. Một lần nữa bây giờ chúng ta bước vào bài học. Bước vào bài học. Amen. Có một điều tôi muốn nói với anh chị em buổi tối hôm nay đó, trước khi mình đi vào những cái chủ đề chính đó, tôi muốn nói với anh chị em là con người của chúng ta đó không thể nào sống mà không có niềm tin. Đó là một sự thật mà tôi nghĩ rằng tôi và anh chị em cần phải nắm trong buổi tối hôm nay. Có rất nhiều người cho rằng họ không tin cái gì cả. Họ không tin có ma quỷ thần thánh gì hết. Đúng không ạ? Họ cho rằng là họ như vậy. Nhưng mà suy cho cùng, họ vẫn đang có niềm tin đó thôi. Họ đang tin rằng không có thần thánh ma quỷ thế giới thần linh gì hết. Họ đang tin cái đó. Và họ xây dựng đời sống của họ trên cái niềm tin ấy. Họ sống với những gì mắt thấy tai nghe. Và họ cho rằng họ kết thúc cuộc đời mình sau 6-70 năm cố gắng trên đất rất ngắn hạn. Đây là cái hệ thống niềm tin, không ạ? Còn chúng ta, những người tin vào Đức Chúa Trời, thì chúng ta tin có đời sau, chúng ta tin có thế giới tương lai, chúng ta tin có sự cứu chuộc, chúng ta tin có linh hồn, chúng ta tin có Đức Chúa Trời cứu giúp. Thì chúng ta xây dựng đời sống mình trên cái niềm tin ấy và chúng ta chuẩn bị mình cho cõi đời đời. 50 năm, 60 năm, 70 năm, 80 năm trên đất này, đối với chúng ta, đó là một khoảng thời gian để chuẩn bị, chứ không phải để sống. Quê hương chúng ta không ở đây, quê hương chúng ta ở một nơi khác, trong cõi tương lai, phải không thưa anh chị em? Như vậy, tôi muốn nói lại với anh chị em là bất kể người vô thần hay là người có thần, tin có thần hay là không tin thần thánh, thì thực sự họ vẫn đang sống với một niềm tin. Đúng không ạ? Một niềm tin. Cho nên đó là lý do buổi tối hôm nay tôi đặt cái tựa đề bài học là Anh chị em tin ai? Anh chị em tin ai? Nó rất quan trọng. Bởi vì niềm tin của chúng ta quyết định đời sống chúng ta, quyết định kết quả của chúng ta, quyết định cái tương lai của chúng ta. Cho nên nó rất quan trọng. Và đầu tiên đó, tại sao tôi không đặt cái tựa đề là tin cái gì mà lại là tin ai? Bởi vì anh chị em biết đó, chúng ta đang sống trong một thế giới đang tồn tại song song hai thế lực, phải không ạ? Hai thế lực chính. Thế lực thứ nhất
đó là Đức Chúa Trời toàn năng, đầy tình yêu, đang cai quản cả cái vũ trụ sáng tạo của Ngài. Và một thế lực thứ hai gọi là Satan, ma quỷ, là thiên sứ sa ngã, đang cai quản tạm thời những cái vấn đề thuộc về trái đất này, con người, vạn vật và các thiên sứ sa ngã của chúng. Nó là Chúa mà. Cho nên buổi tối hôm nay chúng ta học cái bài học Anh chị em mình tin ai, nằm trong chủ đề là tà linh vô tín. Ý tôi muốn nói là cái sự không tin của chúng ta thực sự là chúng ta đang tin vào một kẻ thù, và kẻ thù đó Kinh Thánh gọi là tà linh vô tín. Tà linh vô tín, có điều rằng con người mình không nhìn ra, không thừa nhận cái đó, nhưng sự thật luôn luôn là sự thật. Hoặc là chúng ta tin vào Đức Chúa Trời, hoặc là chúng ta tin vào linh vô tín. Nó chỉ có hai cái đó thôi. Nó không có cái gì mà chính giữa như nhiều người hay nói. Ôi tôi không có tin gì cả. Không có. Không có tình trạng đó. Con người không có tình trạng đó. Hoặc anh tin Đức Chúa Trời, hoặc anh tin vào Satan và đại diện của đời này, đó là tà linh vô tín. Nó rất độc ác. Như bài học trước chúng ta đã nói qua, anh chị em nếu chưa nghe hãy nghe bài học trước, phải không ạ? Nó là vô tín, là một tà linh. Nó không phải là cái sản phẩm của tâm trí con người. Nó không phải là cái gì đó con người nghĩ ra, cái gì đó con người được quyền lựa chọn. Không, nó là một tà linh. Thực sự nó đang kiểm soát và điều khiển toàn bộ hành vi của con người, tư tưởng của con người, theo cái hướng là nghịch lại những gì Đức Chúa Trời đã định, đã chép, đã nói, đã phán. Anh chị em hiểu ý không ạ? Đó. Cho nên buổi tối hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói anh chị em mình tin ai. Bây giờ mình định nghĩa cái việc mình tin vào một đấng hay là mình tin vào một con người đi cho nó dễ hiểu, rồi mình mới từ cái đó mình mới liên hệ đến tin vào Đức Chúa Trời. Ví dụ nha, anh chị em nói rằng tôi tin ba tôi. Anh chị em nói thế đấy, tôi tin ba tôi. Anh em nói vậy. Nhưng mà khi ông nói rằng chiều nay ba sẽ dẫn con đi ăn nhà hàng vì đây là ngày cuối tuần, và ba các bạn vẫn thường làm điều đó, cho nên các bạn nói ô, tôi tin ba tôi. Tôi tin ba tôi chiều nay sẽ dẫn tôi đi ăn nhà hàng. Đúng ạ. Rồi một ngày nọ ba của bạn nói là ba sẽ mua cho con một chiếc xe hơi. Bạn nói là đùa, ba đùa đấy ạ. Con không tin. Con không tin. Điều đó không thể xảy ra. Thì từ cái chỗ này chúng ta sẽ thấy rằng bạn hoàn toàn chưa tin ba của mình. Anh em hiểu ý tôi muốn nói không ạ? Nếu mình tin một người, mình phải tin tất cả những gì người đã nói, tất cả những gì người đã hứa, thì chúng ta mới gọi là tôi tin tưởng người đó. Còn nếu mình chỉ tin một phần, mình tin cái gì dễ, mình tin cái gì theo cái tâm trí mình cho rằng cái đó chấp nhận được, thì thực sự mình chưa tin người đó. Tương tự như vậy, khi chúng ta nói rằng chúng ta tin Đức Chúa Trời thì phải đồng nghĩa với việc chúng ta tin toàn bộ 100% những gì Đức Chúa Trời đã nói, đã hứa trong lời của Ngài. Cho dù có rất nhiều điều nó vượt tầm suy nghĩ của mình, rất nhiều điều nó vượt xa cái logic, sự hiểu biết của mình, thì mình vẫn chọn tin những lời Ngài nói. Đó là tin Đức Chúa Trời. Cho nên nếu như có một phần nào đó ở trong lời Ngài mà chúng ta chưa tin, chưa thể tin,
hoặc là không thể tin, thì thật sự chúng ta chưa có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Anh em hiểu ý tôi định nghĩa không ạ? Đó là cái chỗ rất quan trọng để cho chúng ta nắm tới lấy và tiến tới, hầu cho cái đức tin của anh chị em mình phát triển một cách lành mạnh, cân đối, đúng đắn và đem lại kết quả. Rất nhiều ông bà anh chị em hiện nay chỉ chọn tin Đức Chúa Trời một phần mà thôi, một phần thôi, không tin hết tất cả. Tôi lấy một ví dụ rất là giản đơn để cho anh chị em nắm cái điều này. Ví dụ nha, tôi đọc cho anh chị em trong Ê-sai chương 53 đi. Ok ha, Ê-sai chương 53 câu số 5, một câu thôi. Rồi: nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu, chúng ta được bình an. Bởi lần roi người, chúng ta được lành bệnh. Đúng không? Đây là một câu kinh thánh thôi, nhưng nó chứa đựng rất là nhiều lời khẳng định của Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta qua con Ngài là Chúa Giê-xu. Bây giờ tôi điểm một vài điều để anh em theo dõi nha. Thứ nhất, Ngài bị vết để tội lỗi chúng ta được gì? Tha thứ. Khi Ngài bị đánh, bị cắt, bị xẻ, huyết Ngài đổ ra thì tội lỗi chúng ta được tha thứ. Cái này tôi nghĩ là rất nhiều trong anh em mình tin. Hầu hết tôi cho rằng 100% anh chị em mình tin rằng Chúa Giê-xu đổ huyết để tội mình được tha thứ. Cứ cho là 100% này ha. Rồi, lời thứ hai: vì sự gian ác chúng ta mà Ngài bị thương tích. Gian ác, chúng ta làm những điều gian ác không ạ? Giết người, trộm cắp, đâm chém, ngỗ nghịch, bất hiếu, vân vân, mà Ngài bị thương tích. Rồi: bởi sự sửa phạt người chịu, chúng ta được bình an. Hai cái chỗ này cũng có thể rất là nhiều người tin. Nhưng đâu đó cũng có một số người nói rằng nếu chúng ta tin Chúa mà bình an quá thì coi chừng chớ, đó không phải là đức tin thật. Tin Chúa phải bị thế này, bị thế kia, bị thế nọ. Và đôi khi mình không tin, mình không tin Đức Chúa Trời có thể ban cho mình sự bình an trong cuộc đời đầy bất an. Có một số người như thế, một bộ phận như thế. Đó là lời hứa thứ tư, không ạ? Lời hứa thứ ba chứ. Rồi, lời hứa thứ tư: bởi lần đòn Ngài chịu mà chúng ta được lành bệnh. Đến cái chỗ này thì rất là nhiều người không tin như vậy, đúng không ạ? Tức là họ tin Chúa đổ huyết để được tha tội nè, họ tin Chúa bị thương để những tội lỗi như là giết người, gian ác, dâm ô, trị lạc được tha thứ nè, đúng không? Họ tin. Cũng có một số ít người không tin rằng mình tin Chúa được bình an. Rồi một đại bộ phận nữa không tin rằng bởi lần roi Ngài chịu mà bệnh mình được lành. Người ta không tin. Chỉ một câu kinh thánh thôi, tôi muốn chỉ cho anh em biết có rất nhiều người thật sự không tin Chúa Giê-xu theo như định nghĩa mà mình vừa nói hồi nãy. Tin một phần là không tin, tin một phần là chưa tin cậy Ngài hoàn toàn. Cho nên ở đây đó, buổi tối hôm nay tôi muốn nhắc lại với tất cả anh chị em mình, đức tin của chúng ta phải là một đức tin trọn vẹn, một đức tin đầy đủ, một đức tin không thiếu thốn chút nào mới đem lại kết quả trên đời sống của mình. Câu hỏi là chúng ta tin ai?
Chúng ta tin ai? Chúng ta phải tin toàn bộ lời nói, lời hứa của người đó. Đừng tin một phần. Đừng chọn những cái gì dễ để tin, bỏ những cái gì khó. Đúng không ạ? Đừng như thế. Và đó là lý do của vô số những thứ mà tại sao cuộc sống của mình thấy đức tin nó không hành động. Bởi vì thực sự mình chưa tin Đức Chúa Trời. Trong khi trong Mác chương 11, Chúa Giêsu nói rất rõ, các người phải có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Có đức tin nơi Đức Chúa Trời nghĩa là gì? Nghĩa là tôi và bạn em phải tin tất cả, tin toàn bộ, không thiếu một câu một từ nào của những gì Chúa đã hứa. Phải tin tất cả. Đó là tin nơi Đức Chúa Trời. Và khi mình có đức tin nơi Đức Chúa Trời và lòng mình không nghi ngại, thì Chúa Giêsu nói rằng người sẽ biểu hòn núi này nhấc mình lên ném xuống biển, và nếu không nghi ngại thì nó vẫn được thực thi. Anh chị em thấy chưa? Đây là cái chỗ rất là đặc biệt. Và bây giờ tôi sẽ đi đến cái chỗ phân tích cho anh chị em tại sao tôi lại nói đến điều này. Bởi vì trong cái đức tin tổng thể của chúng ta, tà linh vô tính nó đã hành động. Tôi muốn phân tích để cho anh ông bạn cho anh thấy được cái mưu trước của nó. Mưu trước của nó, cái kế hoạch của nó, cũng như những cái sự xảo quyệt của nó mà rất nhiều con cái của Đức Chúa Trời không nhận ra. Bàn tay của tà linh vô tín trên đời sống đức tin của mình. Ví dụ, có một số người tin hết á, nhưng mà tự nhiên vì một lý do nào đó, họ không thể tin được rằng Đức Chúa Trời có thể ban cho một đời sống dư dật, thịnh vượng, no đủ, thành công trong lĩnh vực tài chánh. Họ không tin. Họ nói rằng là tin Chúa là phải nghèo, tin Chúa là phải thiếu, đi với Chúa là phải khó khăn, đi với Chúa là phải chạy cơm từng bữa, phải đủ kiểu chật vật lắm mới được. Tôi không biết lý do nào, nhưng mà có một số những người, người ta tin như thế. Và tôi nói với anh chị em, cái khúc đó, đó là linh vô tín đang hành động. Cái lĩnh vực đó, đó là tà linh vô tín đang hành động trên đời sống của con cái Đức Chúa Trời. Và nó hành động rất mạnh. Nó trói buộc tâm trí, nó trói buộc suy nghĩ, nó trói buộc tâm linh. Nó khiến cho người đó không thể nào tin được vào sự thịnh vượng, dư dật và lĩnh vực tài chánh trong đời sống của mình, gia đình mình, trong cái niềm tin. Mặc dù người đó tin Đức Chúa Trời chết cho họ, đổ huyết cho họ, mặc dù người đó tin Chúa làm điều này điều nọ cho họ đã xong, hoàn thành, nhưng mà có một lĩnh vực nhỏ họ đã vì lý do nào đó họ mở cửa và không thể tin. Thì nhiều người nói cái này chắc là do học sai, do thế này do thế kia. Nhưng hôm nay tôi muốn nói với anh chị em, cái chỗ hỏng đó chính là tà linh vô tín đang hành động. Tương tự như vậy, có rất nhiều con cái Chúa ngày hôm nay tin tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm cho mình: sự sống đời đời, sự thịnh vượng, sự ban phước, sự bình an, sự vui mừng, sự phù hộ. Nhưng vì lý do nào đó họ không thể tin được rằng Chúa Giêsu còn chữa lành, còn đủ quỷ cho họ. Khi họ bệnh, họ không có kêu Chúa, mà họ tìm đến chỗ này, tìm đến chỗ kia để giải quyết cái vấn đề của mình. Thậm chí tôi nghe đồn rằng có một số bộ phận con cái Chúa bệnh quá, cho nên phải sang Campuchia, sang Thái Lan nhờ những ông thầy bùa ở bên đó để mà chữa lành cho họ. Đây là thảm họa mà trong cái niềm tin của chúng ta. Vì một sự dạy dỗ, vì bất kỳ lý do nào đó, mà họ đã mở cửa để tà linh vô tín bước vào trong cái đức tin tổng thể của họ. Và như vậy,
Anh chị em biết không, chúng ta đã đồng một lúc tin hai người. Chúng ta đồng một lúc tin Đức Chúa Trời mà lại cũng tin ma quỷ nữa, tin tà linh vô tính nữa. Tôi muốn phân tích để cho anh em nhìn thấy, và ngày hôm nay mình cần ăn năn, mình cần thay đổi. Anh chị em tin ai? Chỉ được chọn một mà thôi, được không ạ? Đức Chúa Trời nói rất rõ trong lời Ngài rằng các ngươi không thể nào vừa phục vụ Đức Chúa Trời lại vừa phục vụ ma môn. Cũng một lẽ đó, chúng ta không thể nào vừa tin Đức Chúa Trời lại vừa tin vào tà linh vô tính. Chúng ta không thể nào tin Đức Chúa Trời lại tin vào lời nói của Satan. Cái đó là không thể được, và khiến cho cái đức tin của chúng ta nó không hành động, và chân thần không thể nào vận hành qua đời sống, qua lời nói và tư tưởng của mình. Vô số con cái của Đức Chúa Trời không kinh nghiệm được quyền năng của Đức Thánh Linh tuôn đổ qua đời sống mình, bởi vì họ đang tin một lúc hai đấng. Đức Chúa Trời cũng tin mà ma quỷ cũng tin. Nhưng mà nếu ngày hôm nay tôi nói với anh chị em rằng anh chị em tin một lúc ma quỷ và tin cả Đức Chúa Trời, thì lập tức người ta sẽ phản ứng ngay, anh chị em sẽ phản ứng ngay: ôi dòng một sự nói học sai rồi, làm gì có chuyện đó. Nhưng mà tôi phân tích cho anh chị em thấy, anh chị em hiểu ý tôi muốn nói không ạ? Bất cứ chỗ nào, bất cứ cái lĩnh vực nào ở trong lời Ngài mà anh chị em không thể tin, thì chỗ đó đó anh chị em mình đang tin ma quỷ ra thôi, đang tin tà linh vô tính ra thôi. Nó làm ngược lại, nó cho ngược lại những cái điều mà Đức Chúa Trời đã nói. Đức Chúa Trời nói rằng bởi lần roi Ngài chịu, Chúa Giêsu chịu, anh chị em được lành bệnh. Nhưng ma quỷ nó nói không phải đâu, Chúa không làm đâu, không có đâu, đừng tin, Chúa hết làm rồi. Nó nói như vậy, đúng không? Anh em, lời của Chúa nói rằng khi Đức Thánh Linh giáng lên các ngươi, các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép để làm chứng về ta tại Jerusalem, xứ Giu-đê cho đến cùng trái đất, vân vân, báp têm bằng Đức Thánh Linh. Nhưng vì lý do nào đó mà có một tiếng nói, nó nói trong đầu của anh em là giờ làm gì có sự đó, hết rồi, cái đã chấm dứt rồi, tôi không thể tin được, tôi không thể tin vào Thánh Linh giáng lên được. Ngay chỗ đó chúng ta đã tin tà linh vô tín. Anh em hiểu ý tôi muốn truyền đạt một cái lời thật không ạ? Vô tín là một tà linh, nó không phải là kiến thức, nó không phải là sản phẩm của trí tuệ, nó không phải là sản phẩm của những gì mình nghĩ ra, tư tưởng của mình, không. Nó là một tà linh. Khi chúng ta không tin lời Đức Chúa Trời, không tin về những gì Đức Chúa Trời nói, thì mình đang tin vào tà linh vô tín. Chúa muốn tất cả anh em mình tẩy sạch, Chúa muốn tất cả chúng ta tẩy sạch tấm lòng, tẩy sạch tâm linh, tẩy sạch hệ thống đức tin của mình, từng điều, từng điều, từng điều, từng điều. Để làm chi? Để tôi vọng bạn cho em trở thành một khí cụ tin rồng, là chỉ tin một mình Đức Chúa Trời mà thôi, để Chúa có thể sử dụng chúng ta một cách quyền năng, một cách đầy dậy thánh linh, đầy quyền phép, và Satan nó phải bị đánh gục. Chúng ta không thể đánh gục Satan khi mà Satan vẫn có chỗ nào đó trong tâm linh của mình. Anh em hiểu ý không? Chúng ta vẫn có một chỗ nào đó ở trong tâm linh của mình, thì chúng ta rất khó để đánh gục Satan. Đây là lý do tại sao ở những cái cộng đồng, những hội thánh mà chỉ tin một phần kinh thánh, thì anh chị em không thấy có quyền năng gì cả, không thấy Đức Thánh Linh hành động gì cả, không thấy có bất kỳ một cái dấu kỳ phép lạ nào cả, hay là một cái sự biến đổi của con người nào cả. Nó chỉ là những hoạt động tôn giáo thuần túy. Vì sao? Bởi vì cộng đồng đó, hội thánh đó tin một lúc hai đấng, tin Đức Chúa Trời và cũng tin tà linh vô tín. Chúng ta đã tròn lẫn mở cửa và Ngài không thể hành động được. Ngài không thể nhường vinh hiển Ngài cho một kẻ nào khác. Đức Chúa Trời là đấng kỵ ta,
Và anh em ơi, không nên mở cửa cho tà linh vô tín. Cho nên câu hỏi buổi tối hôm nay, tôi muốn hỏi tất cả anh chị em đang có mặt trên live stream này, trên 400 anh chị em, anh chị em tin ai? Dĩ nhiên rất là nhiều người sẽ trả lời với tôi, và tôi nghĩ 100% anh chị em sẽ trả lời với tôi là tôi tin Đức Chúa Trời, đúng không? Nhưng xin thưa với tất cả anh chị em, tin Đức Chúa Trời đồng nghĩa với tin tất cả những gì Ngài nói, Ngài hứa, Ngài phán từ sáng thế ký cho đến khải huyền, không được phép bỏ. Nếu anh chị em bỏ chỉ một phần nhỏ thôi thì nơi đó có linh vô tín, và anh chị em sẽ biến thành một người tin một lúc hai đấng, tin Đức Chúa Trời và tin linh vô tín. Tôi muốn anh chị em hiểu cái lẽ thật căn bản này, rất căn bản này, để cho chúng ta có thể chống lại tuyệt đối, chống lại một cách quyết liệt, chống lại một cách triệt để tà linh vô tín trong đời sống đức tin của chúng ta, được không anh chị em? Đây là điều mà tôi cậy ơn Chúa để truyền đạt và mong rằng anh chị em hiểu. Anh chị em ơi, tôi và anh chị em ít nhiều phải được thanh tẩy, vì có những lĩnh vực yếu đuối chúng ta không thể tin vào lời Đức Chúa Trời. Nó lạ lắm, đây là một sự thật mà nhiều con cái của Chúa mắc phải, không phải chỉ thời nay mà thời xưa cũng mắc phải. Vì vậy cho nên khi anh chị em đọc Kinh Thánh á, anh chị em luôn luôn thấy Chúa Giêsu nhắc cái câu gì? Ai có tai mà nghe hãy nghe, không ạ? Ai có tai mà nghe hãy nghe. Chúa luôn luôn khích lệ họ phải nghe, phải hiểu, phải biết và phải tin từng lời, từng chữ, từng dụ ngôn mà Chúa đã giảng ra. Luôn luôn Chúa nhắc như vậy. Chúa luôn luôn khích lệ đức tin. Thậm chí anh chị em đọc trong Văn chương 10 câu 37-38, Chúa Giêsu đánh giá đức tin rất là cao, và Ngài nói là ví bằng ta không làm những việc cha ta thì các ngươi chớ tin ta, còn nếu ta làm thì dầu các ngươi chẳng tin ta, hãy tin những việc ta để các ngươi hiểu và biết rằng cha ở trong ta và ta ở trong cha. Chúa muốn chúng ta tin rằng cha ở trong Chúa Giêsu và Chúa Giêsu ở trong Đức Chúa Cha. Chúa muốn chúng ta tin điều đó. Chúa muốn những người nghe Ngài hồi đó tin điều đó. Nhưng mà người ta không hiểu, không tin. Người ta vẫn mở cửa cho những điều nọ điều kia. Người ta lấy đá ném Ngài, bởi vì họ nói rằng là Ngài là người mà xưng mình là với Đức Chúa Trời là một. Ngài là người mà xưng mình là Đức Chúa Trời. Chúa luôn khẳng định cha với ta là một, và họ không chấp nhận điều đó, họ không tin. Cho nên Chúa luôn luôn nhắc đi nhắc lại, hãy tin, hãy tin, hãy tin để ngươi được sự sống. Và hôm nay Chúa nói câu Kinh Thánh mà anh chị em vừa đọc, nếu không tin Ngài hãy nhìn những việc Ngài làm, hãy nhìn những việc Ngài làm, tin những việc Ngài làm để biết rằng, hiểu rằng Đức Chúa Cha ở trong Ngài và Ngài ở trong Đức Chúa Cha. Nhưng mà đâu có phải ai cũng tin chị, có đúng không? Vì vậy từ xưa đến nay Đức Chúa Trời luôn làm đủ mọi cách để kích thích con người tin Ngài, tin chỉ một mình Ngài. Đó là lý do mà Chúa làm những dấu kỳ phép lạ, kể cả trong Cựu Ước lẫn trong Tân Ước. Để làm gì? Để con người thức tỉnh, để con người nhìn ra, để con người ngộ ra những điều mà trước giờ họ không tin và bây giờ họ tin, để họ được sống, để họ được bước đi, để họ được hành động trong cái điều mà Đức Chúa Trời kêu gọi họ. Amen chứ anh chị em? Đó là cái chỗ mà chúng ta cần phải tiến tới, đúng không ạ? Tin tất cả luôn lời của Đức Chúa Trời. Vì Kinh Thánh chép sao? Đức tin đến bởi sự người ta nghe,
Và nghe là khi lời của Đấng Christ được giảng ra, lời đó là lời Rema được giảng ra, được nói ra, đã gây dựng đức tin của mình. Cho nên nếu một lời nào đó từ Chúa giảng ra, phán ra mà mình không đón nhận bởi đức tin, thì thật ra mình đang mở cửa cho sự vô tín. Có đúng không? Mình đang mở cửa cho sự vô tín. Ví dụ trong Cô-rinh-tô nhất chương 14, đúng không ạ? Sứ đồ Phao-lô liệt kê về những ân tứ Đức Thánh Linh. Ân tứ Đức Thánh Linh. Rồi. À đây, tôi đọc anh chị nghe. À, chương 12 chứ. Chương 12 anh chị em xin lỗi nha. Cô-rinh-tô nhất chương 12. Sứ đồ Phao-lô liệt kê 9 ân tứ Đức Thánh Linh. Đúng không? Là những ân tứ mà con cái Đức Chúa Trời có thể nhận được để phục vụ hội thánh. Và câu đầu tiên Chúa nói: hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết về các sự ban cho thiêng liêng. Tức là ý Chúa muốn chúng ta biết. Và câu 11 ông kết luận rằng mọi điều đó là công việc của đồng mục Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài phân phát sự ban cho riêng cho mọi người. Chính ơn đó là gì? Lời nói có tri thức, lời nói khôn ngoan, phân biệt các linh, ân tứ đức tin, ân tứ chữa các tật bệnh, ân tứ làm phép lạ, ân tứ nói tiên tri, ân tứ nói tiếng lạ, ân tứ thông dạy các thư tiên. Chín ân tứ này được chép trong Kinh Thánh. Và Kinh Thánh khẳng định rằng chúng ta cần khát khao, cần tiến tới, cần nhận được để xây dựng hội thánh của Chúa. Và Đức Chúa Trời khẳng định rằng Ngài phân phát sự ban cho riêng cho mọi người. Ok chưa? Rồi. Thì bây giờ nếu một người nào đó đọc cái đoạn Kinh Thánh này, và nếu người đó nói rằng tôi không tin, tôi không tin bây giờ còn ân tứ Đức Thánh Linh, tôi không tin là bây giờ Đức Thánh Linh còn ban ân tứ cho người ta nữa, tôi từ bỏ. Thầy anh em biết không, tà linh vô tín đã có chỗ hành động trên người đó, và người đó không bao giờ có thể nhận được dù chỉ một trong chín ân tứ này. Anh em thấy cái sự tai hại không? Không bao giờ nhận được. Vì sao họ không nhận được? Bởi vì ngay chỗ này đã khiến cho họ không tin Chúa. Mà họ không tin thì không thể nhận lãnh. Không tin là không thể nhận lãnh. Và ngay chỗ này họ đã mở cửa cho tà linh vô tín cai trị tâm trí, cai trị lời nói, cai trị tư tưởng của họ. Và một lúc, cùng một lúc, họ vẫn nói rằng mình đi với Đức Chúa Trời, nhưng vẫn kè kè con quỷ bên cạnh. Tôi gọi là con quỷ vô tín. Anh em hiểu không? Cùng một lúc chúng ta vẫn đồng đi với Đức Chúa Trời, nhưng mà vẫn kè kè một con quỷ bên cạnh, gọi là quỷ vô tín. Khiến cho đời sống của chúng ta làm sao? Nghẹt ngòi. Khiến cho đời sống chúng ta thiếu ơn. Khiến cho đời sống chúng ta sao? Mất năng quyền và không thể hành động được. Tương tự như vậy, thưa ông bạn chị em, trong lĩnh vực chữa lành đủ quỷ giống y sĩ, trong những cái lĩnh vực quyền năng là cái lĩnh vực mà Satan nó sợ nhất, cho nên nó đã tung ra một lực lượng của tà linh vô tín mạnh mẽ để bịt mắt, để che khuất, để điều khiển, để lái tư tưởng của con cái Đức Chúa Trời vô nó thay vì vô lời hứa của Chúa. Cho nên có rất nhiều con cái của Đức Chúa Trời tin tất cả, nhưng mà đụng đến chữa lành, đủ quỷ, ân tứ Thánh Linh thì sao? Loại bỏ. Và tao nói đó không phải là tự do lựa chọn. Đó không phải là tôi chỉ tự do lựa chọn cái đó, tôi sống như vậy thôi. Được rồi, anh niềm hệ thống giáo lý của tôi dày, giáo lý anh dày, tôi đi theo như thế này được rồi. Đúng là mình nói như vậy, nhưng về phương diện thuộc linh, về cách nhìn thuộc linh, thực sự chỗ nào mà mình không tin lời của Đức Chúa Trời thì ma quỷ đang hành động trong lĩnh vực đó, cho
trên đời sống tâm linh của mình. Anh em có hiểu ý tôi muốn truyền đạt không ạ? Chúng ta không tin lời Đức Chúa Trời không có nghĩa là nó vô hại, mà thật sự khi mình không tin lời Đức Chúa Trời thì linh vô tín có chỗ trong đó trên đời sống chúng ta, rất có hại, không phải là vô hại. Có một số người nói với tôi là thì mục sư đi trong lĩnh vực giải cứu chữa lành đủ quỷ chữa bệnh ân tứ thánh linh ok, nhưng mà tôi đi theo cái kiểu nhẹ nhàng, cái kiểu này thôi, bình thường, tất cả chúng ta đều tốt. Tôi nghĩ đó là vì chúng ta chưa hiểu tới vấn đề, cho nên mình nghĩ như vậy. Nhưng thật sự thưa ông bạn chị em, khi chúng ta đã mở cửa cho quyền lực tối tăm bước vô và điều khiển tâm trí, điều khiển lời nói mình, thì nó không dừng lại ở cái chỗ là tin hay không tin đâu, nhưng nó tiến xa một bước là trở thành gì anh chị em? Chống đối, nổi loạn. Vô tín thực sự là một tà linh nổi loạn, chống đối. Đó là lý do anh chị em nhìn thấy một số trong lĩnh vực quyền năng chữa lành này hay là ân tứ thánh linh này không phải chỉ dừng lại ở chỗ là tin hay không tin, mà là gì? Chống đối, vu khống, chỉ trích, lên án, kịch liệt phản bác, dứt phép thông công, đuổi và làm nhiều điều rất cực đoan. Anh chị em thấy lý do tại sao? Anh chị em biết lý do tại sao rồi gì? Vì Satan hành động. Satan là linh vô tính, nó hành động. Nó không chỉ dừng lại ở chỗ là tin hay không tin, không đâu, nhưng nó tiến sang một bước là gì? Trở lên hành động, nổi loạn, chống đối. Đó là chỗ mà tôi muốn phân tích cho anh chị em. Cho nên tôi muốn đọc cho anh em một cái câu kinh thánh như thế này. Trong Jeremy chương 6 câu 10, không ạ? Chúa nói: ta sẽ nói và làm chứng cho ai? Đặng họ nghe ta. Này tai họ chưa cất bị, họ không nghe được. Này lời Đức Giê-va đã trở nên sự quở trách cho họ, họ chẳng lấy làm đẹp lòng chút nào. Nên anh theo ạ? Lời của Chúa khiến cho họ không thể chấp nhận được. Và ở trong Ê-xê-chiên chương 12 câu 2 thì lời Chúa chép như này: hỡi con người, con đang ở giữa nhà nổi loạn. Nhà nổi loạn, anh chị em thấy không? Nhà nổi loạn. Cái sự không tin, vô tín mở cửa cho Satan và biến một con người trở thành nổi loạn, chống lại Đức Chúa Trời mà không biết. Đây là một cái chỗ tôi muốn phân tích cho anh chị em thấy. Chống lại Đức Chúa Trời mà không biết. Giống như thầy thông giáo và người Pharisee cái thời của Chúa Giê-xu. Họ tin Kinh Thánh, đúng không ạ? Họ đọc Kinh Thánh, nhưng họ không tin rằng Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Họ không tin rằng Chúa Giê-xu là đấng Mê-xia, đấng được sức dầu. Họ không tin. Và ngay chỗ đó đã mở cửa cho Satan bước vào. Và họ gì? Muốn giết Chúa Giê-xu. Ai muốn giết Chúa Giê-xu? Satan muốn giết Chúa Giê-xu. Nó dùng ai để giết Chúa Giê-xu? Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si. Anh em thấy chưa? Tà linh vô tín đã bước vô khi họ không tin. Khi họ không tin, tà linh vô tín bước vô và họ đã chống đối Chúa Giê-xu một cách kịch liệt. Họ phản bác Chúa Giê-xu, họ bài xích Chúa Giê-xu, họ chỉ trích Chúa Giê-xu, họ tìm cách bắt Chúa Giê-xu và cuối cùng họ đóng đinh Chúa Giê-xu. Đó chẳng phải là những người nổi loạn hay sao? Ngày hôm nay chúng ta cũng đang sống giữa một thế giới đầy dẫy sự nổi loạn, tại vì linh vô tín. Kể cả hội thánh cũng có những hội thánh nổi loạn bởi vì những linh vô tín. Cho nên tôi nghĩ những ai không tin toàn bộ lời Chúa hãy phải ăn năn. Ăn năn về bất kỳ sự nổi loạn nào, kể cả đó là sự vô tín, vì đã không nhận lãnh và không thuận phục lời của Đức Chúa Trời. Anh chị em thấy không ạ? Đây là cái chỗ mà chúng ta thấy. Và Kinh Thánh chép là vì sao mà họ không tin? Vì lòng họ đã chai cứng, trở nên mù loà trước những điều Chúa đã làm. Đây là cái lý do.
Đây là cái lý do mà chúng ta thấy. Bây giờ chúng ta trở lại với cái câu chuyện mà chúng ta đang nói, để chúng ta thấy được mình cần tin ai. Tôi nghĩ rằng mình cần tin tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta trên thập tự giá. Phải tin như thế. Anh em biết trong Giăng chương 19 câu 30 đó, khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập tự giá và Ngài đã thử giấm rồi, thì Ngài có phán một câu sao trước khi trút linh hồn: mọi sự đã được trọn, mọi sự đã hoàn thành. Tôi rất thích có một bản dịch khác để dịch chỗ này như sau. Là dịch là gì? Là mọi sự đã được trả giá xong. Tôi nhắc lại nha, cái câu mà Chúa Giêsu nói là mọi sự đã hoàn thành đó, thì được dịch là gì? Mọi sự đã được trả giá xong. Anh chị em ơi, Chúa Giêsu đã trả giá xong cho chúng ta, trả giá hết rồi. Và có rất nhiều sự trao đổi thiên thượng tại thập tự giá mà Ngài đã làm. Đó, giống như câu 53, câu 5 mà tôi vừa đọc cho anh chị em. Chúa Giêsu đã làm tất cả mọi điều. Thứ nhất, Ngài làm để cho chúng ta được lành bệnh. Thứ hai, để cho chúng ta được bình an. Thứ ba, để cho chúng ta được vinh dự. Thứ tư, để cho chúng ta được đón nhận như là con cái của Đức Chúa Trời. Thứ năm, để cho chúng ta được xóa sạch tội lỗi. Thứ sáu, để cho chúng ta từ nghèo khó trở nên giàu có. Thứ bảy, để cho chúng ta có quyền trở nên làm con trai con gái của Đức Chúa Trời. Thứ tám, để cho chúng ta có thể được hưởng cơ nghiệp đời sau, được thoát khỏi mọi rủa xả và hưởng cơ nghiệp đời sau mà Cha trên trời đã dành cho. Và nếu mình ngồi mình liệt kê thì vô số điều khác Chúa Giêsu đã làm. Và cái đó đó trong Kinh Thánh gọi là gì? Chúa Giêsu đã trả giá xong, đã trả tiền xong. Giống như anh chị em đi mua một cái nhà, trong cái nhà đó nó gồm toàn bộ những thứ khác nữa, gồm có là bàn, ghế, tủ, giường, tivi, rồi là đường xá, xe cộ, cây trồng, đất xung quanh, hàng rào xung quanh. Không chỉ là ngôi nhà, có rất nhiều những phụ kiện. Và anh chị em mua và bao gồm tất cả những thứ đó. Chúa Giêsu đã trả giá xong cho tất cả mọi lĩnh vực của cuộc sống chúng ta. Và Ngài yêu cầu chúng ta tin Ngài. Chúng ta tin Ngài, không ạ? Nghĩa là gì? Tin tất cả những gì Ngài đã làm. Để làm chi? Để chúng ta có thể sống một đời sống đắc thắng. Và Satan không có chỗ nào trong đức tin của chúng ta. Anh em hiểu không? Nói đừng mở cửa cho Satan là linh vô tín. Tà linh vô tín rất xảo quyệt, tà linh vô tín rất là mưu mô. Một chút men làm dậy cả đống bột. Tôi muốn nhắc con cái của Đức Chúa Trời rằng nếu có 100 điều mà anh chị em liệt kê trong Kinh Thánh, anh chị em tin 99 điều, bỏ lại một điều, thì linh vô tín vẫn có thể khai thác đời sống của anh chị em. Anh chị em có thể trở thành người nổi loạn trong nhà Chúa, người cứng lòng trong nhà Chúa, người mù lo trong nhà Chúa, người câm điếc trong nhà Chúa, bởi một chút đã thôi. Một chút men làm dậy cả đám bọn. Bất kể điều gì anh chị em không tin, thì đó là cánh cửa cho tà linh vô tín không tin nơi lời của Ngài. Cho nên hôm nay tôi muốn nói cho anh chị em, giữa những điều thế giới đang trình ra và những điều Đức Chúa Trời giải bày, tôi và bạn chị em chọn cái nào? Chỉ được phép chọn một. Đừng chọn một nửa này và một nửa này. Không, chọn một mà thôi. Thế giới nói rằng họ không biết, cũng không cần Chúa Giêsu là ai. Thế giới nói rằng Chúa Giêsu không phải là đấng đã chết cho tội lỗi của cả nhân loại. Thế giới nói những cái điều phản bác, những cái điều chối bỏ, những cái điều mà không chấp nhận Chúa Giêsu. Không ạ, nó đang muốn trình bày những cái điều đó để cho con cái của Đức Chúa Trời giảm đi hoặc là lược bớt đi
những cái phần nào thiêng liêng, những cái phần nào siêu nhiên, những cái phần nào khó hiểu, những cái phần nào mà phi logic, để cho chúng ta chỉ tin còn lại những gì có thể tin được, có thể lý giải được bằng cái tâm trí của con người, để biến tin lành trở thành một tôn giáo giống giống như những tôn giáo khác trên thế gian. Nó sẽ dạy chúng ta tin rằng đúng, Chúa Giêsu bảo phải yêu thương con người, bảo phải nhịn nhục với người khác, bảo phải cứu giúp người khác tốt, bảo phải là đừng ăn cắp ăn trộm, đừng tham lam, đừng ngoại tình, đừng tà dâm, ok, tốt. Tất cả những sự đó nó gạch đầu dòng, tốt. Nhưng mà nếu nói đến quyền năng, đuổi quỷ, chữa bệnh, báp têm thánh linh, ân tứ thánh linh, giải cứu siêu nhiên, tất cả những điều đó thì thế gian nói sao? Đừng có tin, cái đó không có đâu. Anh em thấy không ạ? Và nó đã đồng hóa tin lành quyền phép của Đức Chúa Trời với vô số những tôn giáo thế tục. Anh em có thể nhìn thấy trên các phương tiện truyền thông, phải không ạ? Hay là các mạng truyền thông, người ta hay nói, ví dụ có một người nghiện ma túy, được Chúa giải cứu, được Chúa khôi phục, được Chúa chữa lành, và đưa lên truyền thông thì họ nói sao? Ô, đây là gì ạ? Cai nghiện bằng niềm tin, cai nghiện bằng tình yêu thương. Sao không nói rõ ra luôn là Chúa Giêsu đã giúp anh ấy được cai nghiện, Chúa Giêsu đã chữa lành anh ấy, Chúa Giêsu đã đuổi con quỷ nghiện ngập trong anh ấy ra? Tại sao không nói rõ đây là cai nghiện bởi đức tin nơi Chúa Giêsu? Tại sao lại gạt bỏ điều đó? Phải không chứ? Cho nên có một điều gì đó thế giới này nó muốn loại trừ Chúa Giêsu ra khỏi những gì siêu nhiên, những gì tốt đẹp, những gì mà quyền phép, những gì mà thiêng liêng, loại bỏ ra. Nó chỉ nói những cái ngôn từ giống giống như những tôn giáo mà thôi. Anh em hãy cẩn thận điều này, cẩn thận điều này. Chúng ta phải dám trả giá cho đức tin của chúng ta nơi Chúa Giêsu, và phải biết rằng Giêsu là Chúa. Ngài làm tất cả mọi phép lạ đó, Ngài giải cứu, chữa lành, Ngài khiến cho người nghiện được trở nên hết nghiện, Ngài đuổi những con quỷ ra khỏi những người bị tâm thần, những người bị bệnh tật, những người bị quỷ ám, những người lên đồng, lên cốt, những người thờ lạy ma quỷ. Chính Ngài giải phóng, chứ không có niềm tin, không có phương pháp gì ở đây cả. Không có phương pháp con người nào ở đây cả. Chính Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời, đã làm những phép lạ đó, và đòi hỏi chúng ta hãy tin, tin hoàn toàn, và nói ra miệng của mình để cho người ta được tự do. Đó là cái chỗ mà chúng ta cần phải nắm bắt thêm, để cho lời nói chúng ta, hành động của chúng ta, tư tưởng của chúng ta đồng nhất với những gì Kinh Thánh này nói, thưa bạn chị em. Amen ạ. Tóm lại buổi tối hôm nay, điều tôi muốn chia sẻ cho anh chị em rất đơn giản thôi, nhưng nó là một lẽ thật căn bản. Tin Đức Chúa Trời nghĩa là tin tất cả, tin 100%, tin tuyệt đối những gì Chúa đã nói, đã hứa, đã phán trong lời của Ngài. Đó là lẽ thật thứ nhất. Lẽ thật thứ hai, bất kỳ ai trong chúng ta, nếu như chúng ta loại bỏ chỉ một phần nhỏ trong Kinh Thánh thôi, giống như Chúa Giêsu nói, một chấm một nét cũng không thể qua đây đó. Nếu như ai trong chúng ta loại bỏ chỉ một phần nhỏ thôi, vì bất kỳ lý do nào, vì sự logic, vì sự khó hiểu, vì giáo lý, vì hệ phái, vì ABC, XYZ nào đó, thì về phương diện thuộc linh, anh chị em đã mở cửa cho tà linh vô tín đang sống trong đời sống anh chị em, và anh chị em đồng đi với Đức Chúa Trời, cũng đồng đi với con quỷ vô tín đó. Đó là lẽ thật thứ hai. Đừng nghĩ rằng vô tín là một cái gì đó thuộc về là phạm trù tâm trí. Đừng ngây thơ nghĩ như thế. Nó là tà linh, nó là thể linh, và nó có thể hành động, nó có thể kích động, nó có thể làm tất cả mọi điều xa hơn rất nhiều
với những gì mà mình nghĩ rằng à chỉ đơn giản tin hoặc không tin. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba tôi muốn nói với anh chị em là cái kế hoạch của tà linh vô tín bước vào đời sống con cái Chúa hay bước vào một con người không chỉ dừng lại ở chỗ đơn giản là sự chọn lựa tin hay không tin. Không, nó kích động con người tiến đến sự gì? Nổi loạn. Vô tín có nghĩa là nổi loạn. Nổi loạn để làm gì? Chống lại Đức Chúa Trời, chống lại những gì Chúa Giêsu nói. Và nó khiến cho hội thánh của Chúa bị bắt bớ, hội thánh của Chúa bị tổn hại, con dân của Chúa bị thiệt thòi. Đó là cửa mở cho tà linh vô tín. Điều thứ tư tôi muốn nói với anh chị em, thế giới này không chấp nhận Chúa Giêsu. Thế giới này ghét Chúa Giêsu. Thế giới này muốn loại bỏ Chúa Giêsu ra khỏi bất kỳ điều gì mà nó nhận được. Hãy cẩn thận điều này. Thế giới này dùng ngôn từ xảo ngôn để loại bỏ công việc của Chúa Giêsu ra khỏi những gì mà Ngài đã làm. Ngài giải cứu cho một người nghiện thì thế giới này nói rằng người này được chữa lành khỏi nghiện bởi niềm tin, bởi yêu thương, bởi cái gì đó. Và họ bỏ hai cái từ Giêsu ra. Không có một cái ngôn, một cái nơi phát ngôn nào trên thế gian này mà đưa Chúa Giêsu vào hết. Đó là chỗ mà chúng ta cần phải thận trọng. Nơi nào chúng ta chối bỏ Chúa Giêsu, chối bỏ danh Chúa Giêsu, linh vô tín ở đó, Satan ở đó, nó đang hành động ở đó và nó nổi loạn để cướp đi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy hết sức thận trọng. Đấy là bốn điều mà tôi muốn nói với anh chị em buổi tối ngày hôm nay. Anh chị em ơi, hãy chỉ tin một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Anh chị em tin ai? Tôi chọn tin Đức Chúa Trời. Tôi chọn tin Đức Chúa Trời và chỉ một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Tôi chọn tin tất cả những gì Kinh Thánh nói. Có những chỗ tôi không hiểu nhưng tôi vẫn cứ tin, vì đây là lời của Cha tôi, lời của Đấng mà lòng tôi hoàn toàn tuyệt đối tin cậy. Sẵn sàng tôi loại bỏ toàn bộ luận điệu của thế gian, bất kể lời đã nói ra từ con người nào. Không ạ, sẵn sàng loại bỏ hết, không quan trọng. Anh chàng amen với điều đó không? Hãy chấp nhận đi, vì chúng ta không thể sống chung với linh vô tín được đâu anh chị. Không thể đâu. Nó sẽ khiến chúng ta nổi loạn đấy. Nó sẽ khiến chúng ta cướp vinh hiển của Đức Chúa Trời đấy. Nó sẽ khiến cho chúng ta làm sao ạ? Dần dần trở nên khô hạn đấy. Và không thấy bàn tay của Chúa hành động nữa. Amen. Xin Chúa ban phước cho hết thảy ông bà anh chị em. Tôi kêu gọi những anh chị em trên live stream này, những ai tình cờ vào live stream này nghe mà chưa tiếp nhận Chúa Giêsu và hôm nay muốn tiếp nhận Chúa Giêsu như đấng cứu rỗi của mình, Ngài chết cho anh chị em, Ngài thực sự đã đổ huyết cho anh chị em để tội lỗi anh chị em được tha thứ, Ngài đã bị thương tích để cho anh chị em được tha thứ những sự gian ác, Ngài đã chịu nhiều điều, những cái điều tồi tệ để cho anh chị em được bình an, Ngài đã chịu đòn roi để cho anh chị em được chữa lành, Ngài đổ huyết và phó sự sống mình để cho anh em được trở nên con cái Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh chép rằng nếu lòng anh chị em tin và miệng anh chị em xưng ra thì anh chị em được cứu. Tôi khích lệ và mời anh chị em hãy cầu nguyện cùng tôi giờ này. Những ai muốn trao đời sống mình cho Chúa Giêsu, rất là quý anh chị em ơi, đây là cơ hội để mình chọn tin Chúa Giêsu, chọn tin Đức Chúa Trời và mình được hưởng toàn bộ những gì Chúa đã làm, toàn bộ 100%. Ngài đã trả giá xong rồi, trả giá xong hết rồi, để cho chúng ta được phước, chúng ta được thịnh vượng, chúng ta được phục hồi, chúng ta được tha thứ, chúng ta được trang bị quyền năng, chúng ta được nhận lãnh Thánh Linh, chúng ta được ở với Chúa, chúng ta được đồng đi với Chúa và chúng ta được sống trong cõi đời đời khi thế giới tương lai này được tạo dựng.
Anh em hãy cầu nguyện với tôi nha. Kính lạy Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay con xin đón nhận Chúa Giêsu như cứu Chúa của con. Con tin rằng Chúa Giêsu đã đổ huyết và chết vì con. Con tin Ngài đã phục sinh để cho con được một sự sống mới, bình an, vui mừng, chữa lành, tự do, thịnh vượng, vui vẻ mọi bề. Lạy Chúa Giêsu, hãy bước vào lòng con giờ này và hãy tha thứ mọi tội lỗi của con. Hãy đón nhận con làm con cái yêu dấu của Ngài. Và con cầu xin Cha hãy ban Thánh Linh Ngài ngự vào lòng con giờ này, đồng hành với con từ nay cho đến đời đời. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi chúc mừng tất cả anh chị em đó đã cầu nguyện với tôi lời cầu nguyện này. Tôi tin rằng anh chị em đã trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Và kể từ ngày hôm nay, Thánh Linh của Chúa sẽ phù hộ anh chị em. Phù hộ anh chị em. Và hãy giữ liên lạc liên tục với Hội Thánh Nhà Môn Dân qua những bài giảng, qua những cái buổi thờ phượng để cho anh chị em được phước. Amen. Anh em sẽ được phước và được lớn lên trong ân điển và quyền năng của Ngài. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Và giờ này, thưa ông bạn chị em ở trên mạng, hơn 420 ông bạn chị em đang online, chúng ta sẽ đến với thời giờ cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện để Chúa Giêsu ban cho chúng ta những gì Ngài đã làm, được không ạ? Ban cho anh chị em những gì Ngài đã làm. Nếu anh chị em bị bệnh thì hãy nghe đây, Chúa Giêsu nói rằng bởi lần roi Ngài mà bệnh anh chị em đã lành. Nếu anh chị em nghèo, Chúa nói rằng bởi sự nghèo Ngài anh chị em trở nên dư dật và giàu có. Nếu anh chị em bất an, Chúa nói rằng Ngài chịu mọi thứ đau đớn để cho anh em được bình an. Ngài chịu đánh, chịu đập, chịu sỉ nhục, chịu đổ, chịu người ta nhổ vào mặt, bị sỉ nhục, đúng không ạ? Bị nhiều điều trừng phạt để cho anh em được bình an. Và nhiều tội lỗi khác nữa Chúa đã tha thứ. Cho nên chúng ta cầu nguyện không phải là cầu xin một điều gì đó chưa có. Không, khi chúng ta cầu nguyện với Chúa là chúng ta đang thưa với Đức Chúa Cha rằng: Cha ơi, con lấy những gì Chúa Giêsu đã làm cho con và con đón nhận nó với đức tin xác quyết rằng Chúa đã giải quyết xong mọi vấn đề của con. Ngài đã trả giá và bệnh con được lành. Ngài đã trả giá và sự nghèo đói của con đã được giải quyết. Ngài đã trả giá và những sự bất an của con đã được giải quyết. Ngài đã trả giá và những sự sỉ nhục của con đã được giải quyết. Ngài đã trả giá và những con quỷ ở trong con nó phải rời đi, bởi vì nó không có quyền gì trên con nữa. Ngài đã mua con từ trước khi sáng thế. Anh chị em thấy không ạ? Cho nên khi mình cầu nguyện, mình phải gì? Phải tin vào những điều Chúa Giêsu đã làm. Amen chưa? Nên anh chị em ơi, hãy nghe tôi đây. Khi chúng ta cầu nguyện và ma quỷ nó hiểu, nó biết, nó nghe, nó phải thuận phục. Nó phải thuận phục. Linh vô tín phải rời đi. Trong danh Chúa Giêsu, tôi ra lệnh toàn bộ tà linh vô tín trên tất cả những người đang nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này. Hỡi Satan và linh vô tín, ta ra lệnh mày đi. Ta ra lệnh mày rời khỏi họ. Ta ra lệnh mày rời khỏi tâm trí con cái Đức Chúa Trời. Ta biết mày đang ở đâu. Ta biết mày đang ở đâu. Ta biết mày đang ở đâu. Hỡi Satan, hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hỡi Satan, hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta ra lệnh linh vô tín mày phải đi ra khỏi họ giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Lửa Thánh Linh thiêu mày giờ này. Lửa 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 thiêu mày giờ này. Ta ra lệnh cho tà linh vô tín, nghi ngờ, yếu đuối về đức tin, hãy rời khỏi dân sự của Đức Chúa Trời. Hỡi mọi tà linh đang trói buộc, ta bứt đứt dây trói của mày giờ này. Ta bứt đứt dây trói của mày giờ này. Mọi xiềng xích của mày bị bẻ gãy giờ này. Mọi xiềng xích của mày bị bẻ gãy giờ này.
trong danh Chúa Giêsu quyền năng, 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 trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tất cả những tà linh vô tín hãy rời đi. Tất cả những tà linh vô tín hãy rời đi. Tất cả những tà linh vô tín hãy rời đi. Tất cả những linh vô tín hãy rời đi. Tất cả những linh thế gian chối Chúa Giêsu hãy rời đi. Tất cả những uế linh hãy rời đi. Rời, 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 rời trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Ta ra lệnh toàn bộ ma quỷ. Đi đi. Lửa ta linh thiêu mà giờ này. Lửa ta linh thiêu mà giờ này. Đi đi, Satan và các quỷ sứ của mày, linh bệnh tật, linh nghèo đói, linh bất an, đi đi. Tất cả mọi tà linh nào đang làm ngược lại lời Đức Chúa Trời trong con cái Chúa, tao bẻ gãy mày giờ này. 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 Rời đi, Satan rời đi. Satan mày rời đi. Uế linh hãy đi đi. Mọi uế linh hãy đi đi. Linh đồng cốt đi đi. Linh tà thuật đi đi. Linh bối khoa đi đi. Linh bệnh tật đi đi. Những linh cầu hồn đi đi. Những tà linh rủa xả từ tổ tiên đi đi. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi uế linh hãy rơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi uế linh hãy rơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Anh chị em hãy công bố ra miệng giờ này. Công bố ra miệng giờ này giùm tôi. Trong danh Chúa Giêsu, tao từ chối mày Satan. Trong danh Chúa Giêsu, ta không chấp nhận mày ở trong người ta Satan. Trong danh Chúa Giêsu, ta không chấp nhận linh bệnh tật ở trong người ta Satan. Mày rời khỏi ta Satan. Đi đi Satan. Rời khỏi ta Satan. Toàn bộ uế linh hãy rời đi. Toàn bộ những linh dâm dục hãy rời đi. Toàn bộ những cái linh ác mộng hãy rời đi. Toàn bộ những linh tham lam hãy rời đi. Những linh yếu đuối bệnh tật hãy rời đi. Những linh vô tín cầu hồn rủa xả hãy rời đi. Ta không chấp nhận mẹ trong ta Satan. Ta không chấp nhận mẹ trong ta Satan. Hãy đi, hãy đi, hãy đi, hãy đi. Anh em cầu nguyện giùm tôi. Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Hãy nói với Satan. Hãy nói lớn tiếng lên cho em. Trong danh Chúa Giêsu, quyền lực Satan hãy ra khỏi ta giờ này. Ta không chấp nhận mày sống chung với ta giờ này. Ta không chấp nhận một chỗ nào trong đời sống hồn linh thể xác của ta cho mày Satan. Đi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Nói đi anh chị em, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi. Oh hallelujah, anh em hãy tin. Hãy tin, hãy tin toàn bộ lời Chúa. Đó là Chúa nói ai tin ta sẽ lấy danh ta mà trừ quỷ. Anh em có tin không? Anh em có tin Chúa Giêsu không? Anh em phải lấy danh Chúa Giêsu mà trừ quỷ. Điều gì đang hành hạ anh chị em? Điều gì đang đeo bám đời sống anh chị em? Nghèo đói chăng? Thất bại chăng? Bệnh tật chăng? Cãi vã chăng? Đổ vỡ trong hôn nhân chăng? Nghẹt ngòi trong chức vụ chăng? Yếu kém trong sức khỏe chăng? Những thói hư tật xấu chăng? Những sự nghiện ngập chăng? Có những con quỷ đằng sau những hành động đó, những thói hư đó. Tôi muốn tất cả anh chị em giờ này, anh chị em biết rõ mình, biết rõ tình hình của mình. Anh em nhân danh Chúa Giêsu và kêu đúng tên nó và trục xuất nó ra khỏi đời sống mình, được không anh em? Trục xuất nó đi. Anh em nói con quỷ dâm dục mày ra khỏi ta. Con quỷ xem phim xét mày ra khỏi ta. Con quỷ nghiện ngập, nghiện ma túy, nghiện thuốc lao, thuốc lá mày ra khỏi ta. Con quỷ bệnh tật, bệnh mày khiến cho ta bệnh mãn tính, tiểu đường, huyết áp, ung thư mày ra khỏi ta. Truyền lệnh đến cho em trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Con quỷ ác mộng hay đến trong giấc mơ của ta. Con quỷ đồng tính nam, đồng tính nữ hay ra khỏi ta. Mày đến trong giấc mơ, mày làm tình với ta trong giấc mơ, tôi bẻ gãy mày ra khỏi giấc mơ của ta trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Con quỷ sợ hãi mày ra khỏi ta. Con quỷ lo ăn lắng bất an mày ra khỏi ta. Con quỷ nghèo đói thất bại mày ra khỏi ta. Con quỷ cãi vã trong hôn nhân mày ra khỏi ta trong danh Chúa Giêsu. Đi đi trong danh Chúa Giêsu. Anh em nói đi, nói đi, nói đi, nói đi. Tôi công bố thân giải cứu của Đức Chúa Trời giáng xuống trên anh chị em trong tất cả lĩnh vực nào mà anh chị em đang bị ma quỷ trói buộc. Hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Uế linh hãy rời đi. 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 Uế linh hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh chị em nhìn thấy đã phải không ạ? Bắt đầu tôi đang cảm thấy rằng rất là nhiều uế linh nó xuất ra khỏi anh chị em giờ này. Nó ra bằng đường miệng, đường ho. Nó ra bằng đường nôn, đường ói. Nó ra bằng đường sặc sụa. Nó ra mà anh em còn cảm thấy mùi hôi thối. Wow. Nó đang hành động đó anh chị em.
Tôi nói nó phải ra, và anh chị em phải nói mày lui ra khỏi ta, lui ra khỏi ta, đi ra hết khỏi ta, lui đi, lui đi, lui đi, lui đi. Tôi nói lửa thánh linh trên anh chị em giờ này. Wow, tôi đã nhìn thấy nó xuất ra khỏi miệng mũi của anh chị em rất là nhiều. Hãy rơi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng, rơi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Holy God fire, rơi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy rơi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ra lệnh cho nó rời đi, rời 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 rời, ho cho nó ra khỏi người của anh chị em, ra khỏi người của anh chị em giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Linh vô tín cai trị trong đầu óc tâm trí anh em rời đi, linh sợ hãi cai trị hết rời đi, những tà linh của sự thất bại giới hạn hết rời đi, những tà linh của tà thuật bói khoa bói toán hết rời đi, những tà linh của những sự tôn giáo giả mạo nổi loạn hết rời đi, những linh của sự tâm thần phân liệt hết rời đi, những tà linh của sự bất an lo âu hết rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rời đi, rời đi, rời đi. Sợ hãi, anh em hãy ra lệnh cho nó rời đi. Sợ tai nạn, sợ thất bại, ra lệnh cho nó rời đi. Tôi đang cảm nhận có điều đó trong một số anh chị em đang ở đây. Anh chị em đi ra đường mà cứ sợ tai nạn. Tôi công bố người đó hôm nay được tự do. Tôi công bố trong danh Giêsu, người đó hôm nay phải được tự do. Tự do, tự do, tự do. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Đồng tính nam, đồng tính nữ phải được tự do giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tự do, tự do, tự do, tự do. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Oh, hallelujah. Cảm ơn Ngài. Ác mộng hãy được tự do. Ác mộng hãy được tự do. Ác mộng hãy được tự do. Tôi cảm thấy ở đây có người sợ bóng đêm, sợ bóng đêm, và cứ bóng đêm đến là anh em rất sợ hãi, chị em rất sợ hãi, à, không thể ở một mình, không thể ngủ một mình. Tôi công bố sự tự do giờ này, tự do giờ này, tự do giờ này, tự do giờ này, tự do trên người đã giờ này. Tôi công bố trong danh Giêsu, tôi giải phóng anh chị em đã giờ này, tôi giải phóng anh chị em đã giờ này, tôi giải phóng anh chị em đã giờ này trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Oh, hallelujah, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Hãy tự do, tự do, tự do, tự do, tự do. Cảm ơn Ngài. Oh, hallelujah. Nghiện ngập, nghiện ngập ở đây cũng phải được tự do. Tôi thấy có một số người ở đây vẫn bị dính vào một số những cái nghiện ngập một cách rất cá nhân. Vào nghiện phim bậy bạ nè, nghiện thuốc nè, nghiện ma túy nè, nghiện tình dục nè. Vẫn có một số những nghiện ngập đang trói buộc anh chị em trong tâm trí. Và cuộc chiến phần lớn ở trong tâm trí anh chị em. Hãy nhớ đi, tôi giải phóng tâm trí anh chị em trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi tẩy sạch tâm trí này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh em đặt tay lên đầu của mình, đặt tay lên đầu của mình. Những người đang bị nghiện đó, nghiện bất cứ thứ gì, bị trói buộc bởi game nè, bởi ma túy, thuốc lá, thuốc lào nè, bởi phim set nè, bởi một số những cái thứ ở trong thế gian này, rất nhiều thứ khiến cho anh em bị trói buộc. Đặt tay lên đầu của mình, đặt tay lên đầu của mình, và anh em hãy thấy nè, trong danh Giêsu, ta ra lệnh mày Satan, mày đi ra khỏi tâm trí người đó, đi ra. Lửa thiêu mày, lửa thiêu mày, lửa thiêu mày, lửa thiêu mày, lửa thiêu mày. Anh chị em cảm nhận một cái gì đó nó buốt lên đầu mình và nó xuất đi. Lửa thiêu mày trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Lửa thiêu mày trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Một điều gì đó cháy trong đầu của anh chị em lên và xuất đi, xuất ra. Anh chị em hãy cảm ơn Chúa vì sự tự do. Thần Đức Chúa Trời đốt mày Satan. 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 Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Tôi công bố sự tự do, tôi công bố sự tự do, tôi công bố sự tự do cho những anh em chị em đó. Tôi công bố sự tự do trong tâm trí, tự do trong suy nghĩ, tự do. Cuộc chiến này đắc thắng, cuộc chiến này sẽ đắc thắng, cuộc chiến này sẽ đắc thắng, cuộc chiến này sẽ thành công trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Chiến trường tâm trí này đã được kết thúc hôm nay. Mày Satan cút đi, mày Satan cút đi. Mọi mắt xích của mày bị chặt đứt, mọi xiềng mày bị chặt đứt, mọi ngục tù mày được mở ra, mở ra, mở ra, mở ra, mở ra trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Tôi công bố, bất kể anh chị em bị trói buộc bởi bất cứ thứ gì, tôi giải phóng anh chị em trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi giải phóng anh chị em trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Phải được tự do giờ này, 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 tự do giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng anh chị em.
Tự do, tự do, tự do, tự do, tự do, tự do, tự do. Oh, hallelujah. Cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Oh, hallelujah. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Chúa cũng nhắc tôi một vài điều để nói cho anh chị em ở trên đây trong thời gian này. Có một số thứ trên đời sống anh chị em cứ lặp đi lặp lại. Cầu nguyện rồi, nó lặp lại. Anh chị em biết lý do tại sao không? Anh chị em ơi, hãy đầu phục cuộc đời mình cho lời của Đức Chúa Trời. Hãy tin và thuận phục. Cuộc chiến của chúng ta thực sự nó nằm trong chỗ sự vâng lời. Anh em hiểu ý tôi nói không ạ? Anh em vâng lời Đức Chúa Trời, vâng lời. Anh em đọc Kinh Thánh và vâng lời. Vứt bỏ tất cả sự vấp phạm trong lòng. Hãy vâng lời Chúa. Và sự tự do sớm chiếm hữu đời sống anh chị em. Sự tự do hoàn toàn nó đến mà anh chị em không cần phải tranh đấu. Hãy vâng lời. Cái điều yếu nhất của con cái Chúa là không biết lời Chúa để sống và vâng lời. Cầu nguyện đủ quỷ xong vẫn nộp mình cho ma quỷ. Cầu nguyện đủ quỷ xong vẫn đi đến những chỗ của nó, ăn đồ cúng tế của nó. Cầu nguyện đủ quỷ xong vẫn sống trong cay đắng thù hận tranh chấp. Cầu nguyện đủ quỷ xong vẫn sống trong tham lam, vẫn thắp nhang, vẫn thờ lạy. Cầu nguyện đủ quỷ xong vẫn nóng giận, vẫn to tiếng. Cầu nguyện đủ quỷ xong vẫn cư xử tục tằn y như những người thế gian, vẫn vô tín, vẫn nói những lời tiêu cực, vẫn suy nghĩ những điều tiêu cực. Anh chị em ơi, chỉ có lời Đức Chúa Trời mới thực sự khiến cho tâm linh của anh chị em trở nên tự do và giữ được sự tự do. Anh em hiểu ý tôi muốn nói mà. Chúng ta được giải phóng ở đây, nhưng nếu anh chị em không tiếp tục cuộc sống mình trong lời Đức Chúa Trời thì Satan bước vô để trói buộc anh chị em chặt hơn. Cho nên đây là điều Chúa cảm động tôi nói với anh chị em buổi tối hôm nay. Hãy vâng lời Chúa bằng cách đọc Kinh Thánh, nghe những bài giảng, chậm rãi, chú ý và làm theo. Đừng nghe làm đủ, hãy sống theo. Từng bước, anh chị em sẽ hoàn toàn được giải thoát. Vì sao? Vì không phải mình nỗ lực, mà khi mình vâng lời Chúa thì Đức Thánh Linh giúp mình. Tôi tin anh chị em có Thánh Linh mà. Anh chị em có Đức Thánh Linh ngự bên trong. Anh chị em có Đức Thánh Linh đổ đầy mà. Cho nên lời Đức Chúa Trời giúp anh chị em được tự do. Amen không ạ? Cảm ơn Chúa vì điều đó. Hãy vâng lời Chúa. Hãy vâng lời Chúa. Hãy vâng lời Chúa. Nào, bây giờ những ai đau yếu bệnh tật, hãy đặt tay vào chỗ đau của mình. Tôi sẽ cầu nguyện để bệnh tật rời khỏi thân thể anh chị em. Đặt tay vào. Ai đau đầu, đặt tay lên đầu. Đau ngực, đặt tay lên ngực. Đau có khối u, đặt tay lên khối u. Không ạ? Có đau vai gáy xương, đặt tay lên xương sống, xương khớp, gối, đặt tay lên thận, gan, bao tử, đặt tay lên. Đau chỗ nào, đặt tay chỗ đó. Rất đơn giản, vì lời Chúa nói rằng hễ ai tin Ngài đặt tay lên người bệnh, người bệnh được lành. Chính anh chị em đặt tay lên, không ạ? Và qua bàn tay của anh chị em, thần Đức Chúa Trời sẽ chữa lành cho anh chị em giờ này. Hãy tin điều đó. Cha ơi, trong danh Chúa Giêsu, xin Đức Thánh Linh đến trên thân thể của bạn trên con giờ này, đến một cách dậy đầy và khai phóng quyền năng phục sinh của Ngài vào chỗ đau của anh chị em có. Hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng sự chữa lành. Hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng được chữa lành, sự chữa lành. Tôi đặt thần chữa lành vào chính chỗ đau của anh chị em giờ này. Thần chữa lành đến vào chỗ đau của anh chị em giờ này. Thân chữa lành đến trong thần kinh, trên đầu, trên tai, trên mũi, trên họng, trên ngực, trên tim, trên dạ dày, trên gan, trên thận, trên ruột non, ruột già, trên trĩ, trên tử cung, trên xương khớp con chém giờ này. Thân chữa lành đến trên thân thể con chém giờ này. Tôi công bố hãy lành đi. Mọi thân thể bệnh tật trên trước màn hình này hãy lành. Mọi thân thể bệnh tật ở trước màn hình này hãy lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. 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 Gan thận phải được phục hồi, mắt được phục hồi, tai được phục hồi,
gan thận được phục hồi, lục phủ ngũ tạng được phục hồi, bệnh dạ dày được chữa lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng, bệnh tim mạch được chữa lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Đau nơi bàn chân được chữa lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đau nơi bàn chân được chữa lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy đi lại bình thường, đi lại bình thường, đi lại bình thường. Đau ở dưới bàn chân, cả người đau ở dưới bàn chân được lành giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Đau thắt lưng được chữa lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi thấy có một người quặt cái tay ra đằng sau đặt vào lưng, và tôi nói rằng người đã được lành giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy kiểm tra lưng của mình, quẹo qua quẹo lại để kiểm tra lưng của mình, cúi lên cúi xuống để kiểm tra lưng của mình. Hãy lành trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng giờ này. Hãy lành trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng giờ này. Đốt sống lưng được phục hồi, phục hồi, phục hồi, phục hồi, phục hồi. Đốt sống cổ được phục hồi giờ này. Đốt sống cổ được chữa lành phục hồi giờ này. Hãy lắc qua lắc lại cái đầu của mình, lắc qua lắc lại, chữa lành giờ này trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Oh hallelujah, 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 hallelujah. Lành đi, lành đi, lành đi, lành đi, lành đi, lành đi. Con công bố sự chữa lành. Tôi công bố sự chữa lành của Chúa trên thân thể của anh chị em. Tôi công bố sự chữa lành của Chúa trên toàn bộ thân thể của anh chị em. Sự chữa lành của Chúa trên từ đỉnh đầu đến gót chân của ông bà anh chị em giờ này. Hãy lên trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Ngài. Tôi tuyên bố với những ai đang nằm liệt trên giường, những ai đột quỵ, những ai đột quỵ nằm liệt trên giường, tôi công bố sự sống trên thân thể của người đã giờ này. Tôi công bố sự sống phục sinh của Chúa Giêsu trên thân thể của người đã giờ này. Hãy trỗi dậy trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy trỗi dậy trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Chân tay hãy trỗi dậy trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Thần kinh hãy được chữa lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Toàn bộ những cơ, những xương, những khớp bị liệt hãy phục hồi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy đứng dậy đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta ra lệnh cho mọi khối u ung thư hãy rớt xuống. 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 Mọi khối u ung thư hãy rớt xuống trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ung thư ngực hãy rớt xuống. Ung thư tuyến giáp hãy rớt xuống. Ung thư trong tử cung hãy rớt xuống. Ung thư trong gan hãy rớt xuống. Ung thư trong dạ dày hãy rớt xuống. Ung thư trong đại tràng hãy rớt xuống. Rớt xuống, rớt xuống, rớt xuống, rớt xuống trong danh quyền năng của Chúa Giêsu Christ quyền. Trong danh quyền năng của Chúa Giêsu Con Đức Chúa Trời. Tôi nói mọi ung thư hãy tan đi, teo đi và biến đi. Tan đi, teo đi và biến đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh, hallelujah. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Chị hãy đặt tay đó vào chỗ đầu mình. Hãy công bố, hãy công bố, hãy nói con được lành. Con được lành, con được tự do. Vì Chúa Giêsu đã gánh lấy. Chúa Giêsu đã trả giá cho bệnh của con. Con nhìn vào lời Ngài. Con tuyên bố con được lành. Con tuyên bố con được lành. Con tuyên bố con đã được lành. Con tuyên bố con đã được khỏe mạnh giờ này trong danh Chúa Giêsu. Vì Ngài đã trả giá cho bệnh của con. Ngài đã trả xong món nợ cho bệnh tật của con. Trong danh Chúa Giêsu. Trong danh Chúa Giêsu. Trong danh Chúa Giêsu. Trong danh Chúa Giêsu. Oh hallelujah. Cảm ơn Ngài lạy Chúa. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Anh em hãy công bố anh em được tự do và được chữa lành. Nói ra miệng nên chèm, nói ra miệng, nói ra miệng, nói ra miệng, nói ra miệng. Công bố đi. Anh em được tự do và được chữa lành. Anh em đã được tự do và được chữa lành. Tôi đã được tự do và được chữa lành. Tôi đã được tự do và được chữa lành. Tôi đã được tự do và được chữa lành. Oh hallelujah. Bệnh mất ngủ nữa nha anh chị em. Tôi vừa mới nghe hai cái từ mất ngủ. Những ai mất ngủ, mất ngủ lâu năm, hình như mất ngủ 10 năm, được lành giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những người mất ngủ 10 năm, có người mất ngủ 10 năm được chữa lành giờ này tức thì. Tối nay sẽ ngủ giấc ngủ ngon lành và làm chứng cho Chúa. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, tôi giải phóng anh chị em. Anh chị em được tự do, được chữa lành hoàn toàn. Thần kinh anh em được phục hồi. Ngủ yên trong danh của Chúa. Ngủ yên và bình an trong danh của Chúa. Con cảm ơn Ngài, Chúa. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Yes. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Cảm ơn Chúa thật nhiều, cảm ơn Chúa thật nhiều. Yes, cảm ơn Ngài. Tiếp tục anh chị em. Hãy tạ ơn Ngài. Tạ ơn Ngài vì những gì Ngài làm. Và hãy viết xuống. Viết xuống bên dưới những gì Chúa vừa làm cho anh chị em. Hãy comment bên dưới những gì Chúa vừa làm để cho người khác cũng được khích lệ anh chị em, khích lệ đức tin. Amen.
Tôi tin rằng Chúa đang làm rất nhiều điều trên anh chị em ngay bây giờ. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Toàn bộ các khối u, kể cả khối u trong não cũng phải được tan đi và chữa lành. Tôi công bố trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi công bố trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những ai đang đau hai khớp gối của mình, hãy đặt tay lên hai khớp gối của mình, đặt tay lên hai đầu gối của mình, khớp gối của mình nha. Tôi đang thấy điều đó. Chúa cho tôi thấy điều đó. Khớp gối của mình, và tôi công bố mọi tràn dịch trên khớp gối, đau đớn trên khớp gối lành tức thì giờ này. Nhân danh Chúa Giêsu, lành tức thì giờ này. Tôi công bố nó lành tức thì giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh chị em có thể đứng dậy đi và kiểm tra tức thì giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah. 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 Cảm ơn Ngài Chúa. Tôi tuyên bố phép lạ của Chúa đang xảy ra trong dân sự của Ngài giờ này. Những ai đang nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này, hãy đón nhận phép lạ cho đời sống của mình. Đón nhận phép lạ cho con cái của mình. Đón nhận phép lạ cho vợ, cho chồng của mình nữa. Đón nhận phép lạ cho hội thánh của mình nữa. Đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh, hallelujah. Hallelujah. Đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Đón nhận đi anh chị em. Đón nhận anh chị em, mở môi miệng mình ra. Anh chị em nói con đón nhận phép lạ chữa lành này trên con của con, trên chồng của con, trên vợ của con, trên người thân của con, trên cha mẹ của con. Con đón nhận sự chữa lành trên họ, dù bất kỳ họ nơi nào, dù bất kỳ họ nơi nào, dù họ nằm trong bệnh viện thì Chúa cũng chữa lành họ bởi Thánh Linh. Con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài thật nhiều. 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 Oh, hallelujah. Cảm ơn Chúa anh chị. Cảm ơn Chúa. Vì rất đơn giản. Rất đơn giản, rất đơn giản. Mình cầu nguyện và Chúa làm. Chúa chữa lành khắp mọi nơi. Bởi danh Giêsu có thẩm quyền. Trong danh Giêsu có thẩm quyền trên bệnh tật. Bạn nhìn thấy không? Rất nhiều người được chữa lành. Rất nhiều người được chữa lành khi nghe bài giảng và cầu nguyện theo. Vì Thánh Linh Ngài ở khắp mọi nơi. Và một lần nữa tôi tin và tôi công bố mọi bệnh tật trên thân thể anh em đã được chữa lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Không quan trọng anh chị em bị bệnh gì, tôi công bố anh chị em được chữa lành trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Thần được Chúa Trời chạm vào thân thể của anh chị em giờ này và lành. Con anh chị em lành, vợ anh chị em lành, chồng anh chị em lành, cha mẹ anh chị em được lành. Bất kể bệnh là gì, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, hãy được lành, hãy được lành, hãy được lành, hãy được lành, hãy được lành. Con cảm ơn Ngài lạy Chúa. Cảm ơn Ngài. 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 Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Karamasaita. E karamakasakarabikikitara. Phải, đúng rồi. Có một người nói rằng là con đang xoay tay ra đằng sau lưng. Vì mình nhức mỏi, mục sư nói đúng y chang. Bởi quyền năng Chúa Giêsu con đã không còn thấy đau nữa. Tạ ơn Ngài. Đúng. Tôi nhìn thấy hình ảnh đó mà. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Tuyệt vời quá. Đó là điều Chúa khải thị, phải không ạ? Chúa khải thị và Chúa làm. Anh chị em hãy viết xuống, viết xuống, viết xuống, viết xuống những điều anh chị em khẳng định là những điều Chúa làm trên thân thể của mình đen dẹp. Bởi đức tin tôi biết Chúa làm rất nhiều điều buổi tối hôm nay. Được tự do, được giải phóng. Anh chị em có thể những tà linh nó xuất ra khỏi miệng của mình qua sự nôn ói, thở ra khạc nhỏ, phải không ạ? Đó là những uế linh nó đồn trú trong cơ thể của anh chị em mà nó rời đi. Khi chúng ta cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu thì chắc chắn lửa đến, sự tự do đến, sự chữa lành đến. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Amen. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Thật nhiều, thật nhiều. Amen. Sẽ ngủ ngon thôi. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Cảm ơn Chúa anh chị em. Tiếp tục đi. Anh chị em hãy viết xuống những lời chứng của mình. Những lời chứng diệu kỳ mà anh chị em vừa nhận được đi ạ. Viết xuống ạ. Con cảm ơn Ngài đi ạ. Wow, con cảm ơn Chúa chữa lành đau đầu và thắt lưng. Đúng rồi. Con gái được chữa lành, amen. Cứ công bố bởi đức tin. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Tạ ơn Chúa đã chữa lành hai bàn chân. Wow, tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa. Con được tự do, lành đau đầu. Cảm ơn Chúa. Wow, nhiều phép lạ. Anh chị thấy không ạ? Bởi lời cầu nguyện Chúa Thánh Linh làm. Mà đau lưng, lưng được nhẹ hẳn lên. Con được chữa lành khớp gối. Tạ ơn Chúa. Wow, tạ ơn Chúa quyền năng đã cất cơn đau nhức trên đầu gối đi. Wow, tạ ơn Chúa chữa lành bàn chân. Oh, wow, cảm ơn Ngài.
rất là nhiều những lời chứng. Tạ ơn Chúa vì Đức Chúa Trời yêu thương anh chị em. À, chữa lành cổ vai gáy cũng được chữa lành. Cảm ơn Ngài. Đau lưng khỏi luôn. Cảm ơn Ngài. Anh chị em thấy không? Bởi sự cầu nguyện mà Chúa làm. Cảm ơn Ngài. Tự do hoàn toàn. Wow, cảm ơn Ngài. Khớp gối được lành. Wow, chữa lành trên thắt lưng. Lành luôn. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Ô, con cảm ơn Ngài vì được chữa lành đau lưng. Cảm ơn Chúa vì sự bình an làm tươi mới tâm linh. Amen. Tóc sống cổ. Ô, chữa lành hai bàn chân. Cảm ơn Ngài. Đau thắt lưng được lành. Wow, nhiều phép lạ quá anh chị em. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Ok, có lẽ là chúng ta sẽ dừng ở đây. Và tôi tin rằng anh chị em cứ mở lại video này và cầu nguyện theo, thần của Chúa vẫn hành động. Anh chị em biết không, hôm nay đó tôi đọc một cái comment ở trong YouTube, người nói là wow, cái bài giảng này là 5 tháng trước rồi mà hôm nay mở ra nghe lại mà cầu nguyện theo thì thần của Chúa vận hành một cách đầy dẫy và chữa lành họ. Comment như thế anh chị. Cho nên lời của Chúa một chấm một nét không hề qua đi. Khi chúng ta cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu thì tôi nói 1000 năm sau lời cầu nguyện đó vẫn cứ như mới. Nếu anh chị em có những vấn đề gì, hãy mở những bài giảng và cầu nguyện theo. Tôi tin rằng Chúa chữa lành cho tất cả chúng ta. Amen. Bởi danh của Ngài hành động. Bởi danh của Ngài hành động. Và anh em ơi, tôi xin chào tạm biệt anh em ở đây. Và hãy nhắc nhớ một chút, tối thứ sáu tuần này chúng ta sẽ không có buổi nhóm Zoom. Ok chưa ạ? Hẹn anh chị em vào tuần sau. Sẽ có thứ tư và thứ sáu lại như bình thường. Thứ sáu tuần này tôi phải đi công tác, cho nên sẽ không có buổi nhóm Zoom anh chị em nhé. Xin Chúa ban phước cho tất cả chúng ta. Tôi biết tất cả những anh em trên live stream này rất trung tín trong buổi nhóm Zoom vào tối thứ sáu. Tôi cũng rất chờ đợi để được thông công giao lưu, cầu nguyện, học hỏi lời Chúa cùng với anh chị em. Nhưng mà tối thứ sáu tuần này chúng ta tạm hoãn một hôm thôi. Chúng ta lại sẽ bắt đầu. Ok chưa? Xin Chúa ban phước cho hết anh chị em. Và chào tạm biệt. Xin Chúa cùng anh chị em nha. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.